Theo nhóm nghiên cứu, họ đã tìm thấy sự hiện diện của virus SARS-CoV-2 trên mẫu sinh thiết trên da của một người phụ nữ 25 tuổi Italia. Kết quả nghiên cứu cũng cho biết, triệu chứng duy nhất của bệnh nhân này là xuất hiện các mảng đỏ trên da. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, một số trường hợp mắc COVID-19 chỉ xuất hiện các triệu chứng của bệnh ngoài da. Trường hợp mắc COVID-19 chính thức đầu tiên ở Italia được báo cáo vào tháng 2 năm 2020. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây ở Italia đã cung cấp bằng chứng cho thấy virus có thể đã lây lan sớm hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu.